Dạ, em xem nhà đất mua bán Tiền Giang. Xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Mỹ Lợi B của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tên con đường lộ nhựa này nè. Xem giới thiệu cho anh chị một mảnh đất vườn có tổng diện tích là 5.300 m². Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là mình về hướng Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lợi B. Từ vị trí em đang đứng đây mà về tới Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lợi B tầm khoảng 1,5 km. Ngay đó có chợ, có đầy đủ những tiện ích ngay đó nha anh chị. Ngay đó là trung tâm luôn. Còn ngay cái vị trí em đang đứng đây mà về tới trường học cấp 1 và trường mầm non là tầm khoảng 1 km là tới. Còn nếu anh chị nào có xe hơi thì từ ngay vị trí em đứng đây mà tới đường xe hơi tầm khoảng 500 m là nha anh chị. Tại ngay đó có cây cầu cái hình chữ T cho nên anh chị xe hơi khó qua một tí. Nhưng đường này xe qua lâm đồ mình vô dẫn tới được nha. Còn con đường này sau này nhà nước người ta sẽ mở lộ lớn lên nữa, sửa cây cầu đó lại thì ô tô mình có thể vào tới đất luôn. Ở đây như anh chị đã nhìn thấy nha, có đường dây điện cao thế luôn. Đường dây điện trung thế. Còn mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh vườn sầu riêng và mít này. Tính cái hướng mặt tiền là từ vị trí em đang đứng đây mà đi ra tới phía ngoài là 64 m mặt tiền. Và có cái chiều sâu vào là 83 m. Nói giờ để xem sẽ đi hết cái phía mặt tiền, sau đó xem sẽ bước vô tông cho anh chị mình xem và tham khảo nha. Nếu như anh chị nào mua cái mảnh này thì anh chị được hưởng cái cảnh view kinh như thế này luôn. Đó, bên đây cái hàng mít này cũng là của mình luôn. Tông đất mình thì trồng 103 gốc sầu riêng. Một mỏng thon không? Sầu riêng mỏng thon nha anh chị. Và khoảng 300 gốc mít. Mít mít Thái anh chị. Đó anh chị thấy không? Đứng trên đường lộ nhựa nhìn xuống nè. Cái vườn mít mình với vườn sầu riêng rất đẹp luôn. Vườn sầu riêng này trồng hơn 1 năm tuổi rồi nha anh chị. Ở đây điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn. Anh chị thấy ha. Ở trên thì điện trung thế, ở dưới thì có đường dây điện hạ thế luôn. Đó anh chị nhìn thấy nè, đi dài vô phía tông luôn. Phía sau của cái vườn mình cũng là vườn mít luôn. Bên hông mình cũng vườn mít luôn. Đó con đường này theo hổng dưới cây cầu thì xe 4 chỗ loại xe nhỏ mình có thể vào được. Còn dưới cây cầu thì vào hơi khó nha anh chị. Nhưng mà xe qua lâm thì có chạy vô đây được. Nhưng mà đây lại là đường nhựa anh chị ơi. Từ ngay vị trí em đứng đây mà ra tới quốc lộ 1A tầm khoảng 10 cây số nha anh chị. Đó là mình đi tới cái ganh cột điện này là hết đất mình. Chạy dài lên trên đó luôn á. Xung quanh đây cũng có hàng xóm của mình nữa kìa. Phía bên kia có nhà, bên đó cũng có nhà luôn. Còn cái hướng này mình đi thẳng ra trường trung học luôn nha anh chị. Từ ngay vị trí em đứng đây mà ra tới trường trung học tầm khoảng 3,5 km là tới à. Đó vườn sầu riêng mình trồng ngay hàng thẳng lối luôn anh chị ơi. Còn đây là cái vị trí em quay về hướng mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng đông bắc cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Ở đây thì mình có cái con gạch lớn như thế này nè, đó anh chị nhìn thấy ha, để lấy nước tưới tiêu hoặc là mình xả nước ra vô anh chị. Hiện tại chủ đang kêu cái mảnh này giá là chỉ có 480 triệu cho 1.000 m² à. Đó anh chị thấy ha. Trong đất mình thì cao ráo sạch đẹp, không có màu mã gì hết. Thậm chí xung quanh theo xem quan sát thì cũng không có luôn nha anh chị.
Đó, giờ để xem bước vô trong cái vườn sầu riêng của mình cho anh chị mình xem. Đó. Anh làm ơn lên lấy cái điện thoại kia giùm cái. Cái điện thoại của thằng kia nó đang giữ cái máy đang tôi lên Google Maps. Đi vô trước kia rồi. Kệ chịu khó đi 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 giùm cái để con lát con trùng. Đó sầu riêng nè, anh chị thấy ha. Đây, xây quanh anh chị nhìn thấy đường điện nè. Đó có nhà dân ta cũng ở luôn. Giá chỉ có 480 triệu cho 1.000 mét vuông. Mảnh đất của mình là 5.300 mét vuông. Tầm khoảng 2 tỷ mấy anh chị ơi. Mình sở hữu cái mảnh vườn sầu riêng và mít này. Mít thì chuẩn bị có quy lợi luôn nha anh chị. Nếu mà nó bị bự cỡ này thì mình để tầm một cây chừng trái là được rồi. Khoảng vài tháng sau nữa cái nó bự nữa anh chị để cây nhiều trái nha. Đó, để xem đi lên cái phía ghen tên cho anh chị mình xem. Đó, bên trong mình có tòng đu đủ luôn. Rồi một số cây mai vàng nhỏ nữa. Chủ sẽ không bứng đi thứ gì hết nha anh chị. Nếu anh chị mua, chủ để lại toàn bộ luôn. Còn đây là cái hệ thống phun nước tự động luôn. Mảnh này phù hợp cho anh chị về để làm vườn hoặc sau này để xây nhà cũng vẫn được. Đó, đặc biệt một điều là đất mình hiện trạng đang còn là đất lúa nha anh chị. Nhưng mà khu này thì vẫn lên cây lâu năm được. Đó, xem sẽ đi dài dài qua phía bên đây. Hiện tại là xem đi đang đi giữa vuông clip mình, xây qua hai bên cho anh chị mình xem. Nó như đu đủ bên kia cũng đang cho tái kìa, bên đó sầu riêng tầm ngay hàng thẳng lối luôn anh chị ơi. Nó mít nè, bên đây cũng có đu đủ luôn. Nhưng trước tiên bây giờ xem sẽ lên Google Maps coi cái khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang khoảng bao nhiêu km nha. Tính từ ngay vị trí đất mình mà về tới hơi mờ quá anh chị ơi. Về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thời gian đi là 1 giờ 25 phút, khoảng cách là 77 km. Nếu như anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, xem sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà mình về tới đây, thời gian đi trung bình khoảng 34 phút, khoảng cách là 22 km. Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, xem sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Từ ngay vị trí bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà mình về tới đây, thời gian đi là 2 giờ 17 phút, khoảng cách là 123 km. 123 km là tính từ điểm bến xe miền Tây nha anh chị. Bây giờ mình có cái đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, cho nên anh chị đi về đây thì cũng rất nhanh, nó cũng thuận tiện đường đi nữa. Đó, anh chị thấy cái vườn mít và sầu riêng ở vùng đất này nó không có bị nhiễm phèn hay nhiễm mặn gì hết nha. Đặc biệt là cái vùng này đang trồng sầu riêng là sầu riêng rất tốt luôn nha anh chị. Nếu như anh chị nào mà thấy phù hợp cái vị trí xã Mỹ Lợi B của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại là 0395454645. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem cái vườn sầu riêng và mít này nha. Hiện tại anh chủ anh kêu giá là 400
80 triệu cho 1.000 mét vuông. Hết luôn mảnh đất mình tầm khoảng 2 tỷ mấy. Nếu anh chị nào thấy phù hợp thì anh chị liên hệ cho xem. Xem dẫn anh chị đến gặp anh chủ đất luôn. Rồi để anh chị thương lượng giá cả với anh chủ đất. Tại vì anh chủ đất nói giá này anh còn bớt lọc cho anh chị đó. Còn anh chị nào lần đầu ghé xem kênh mua bán Tiền Giang của xem á nha, thì anh chị cũng nên bấm đăng ký. Và anh chị nhấn cái chuông sát bên cái chỗ chữ đăng ký á. Xem sẽ đăng lên những mảnh đất vườn, rồi nhà vườn, khu vực tỉnh Tiền Giang. Bên đó YouTube sẽ hiển thị lên cho anh chị mình xem. Coi anh chị nào mà thấy phù hợp cái vị trí và cái mảnh nào á, anh chị có thể mua ủng hộ bên xem nha. Xem cũng xin cảm ơn mấy anh chị trong thời gian qua cũng đã ủng hộ kênh mua bán Tiền Giang. Xem giới thiệu đất và nhà vườn, chính chủ anh chị về đều gặp chủ đất hết. Đó, giờ đây xem đang đi gần hết ganh của mình rồi. Cái chiều sâu của mình là khoảng 83 mét đó. Còn anh chị nào quan tâm tới cái thửa đất này thì anh chị kết bạn Zalo với xem theo số điện thoại nổi trên màn hình đó. Rồi xem sẽ gửi sổ và hình ảnh sơ đồ thửa đất cho anh chị mình xem luôn. Đó, phía bên đó là cái cuối ganh mình nha. Tông cái sầu riêng kia nữa, ngay cái bụi sậy phía bên kia. Rồi mình cũng đi ngang qua bên đây. Đó, mình qua tới ngay chỗ cái cây mít lớn. Cây mít lớn là của anh ta nha anh chị. Nó ngay đó có cái xếp nhỏ nhỏ, giống như là cái ganh người ta đào. Ở quê thì người ta đào ganh không. Nếu như anh chị mua mảnh này thì chủ sẽ cầm trụ hết luôn cho anh chị ganh giới, trụ ganh giới. Mấy cái góc là chủ cũng cầm cho anh chị luôn. Cho nên anh chị khỏi lo gì vấn đề ganh giới nha. Ngang theo mặt tiền đường của mình là 64 mét, và chiều sâu vào là 83 mét. Tổng diện tích là 5.300 mét vuông. Giá anh chủ kêu là giá 480 triệu cho 1.000 mét vuông. Nếu như anh chị nào quan tâm tới mảnh này thì anh chị liên hệ cho xem nha. Đó, sầu riêng của mình nè. Rồi đến đây thì xem cũng xin cảm ơn anh chị đã xem hết video. Nếu như anh chị nào quan tâm tới mảnh này thì alo cho xem. Còn bây giờ xem cũng xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.